Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin test nhanh qua một đôi loa rất độc. Một đôi loa mà bác khách tên anh Vũ Việt Quân. Anh ở tổ dân phố 9, phường Mùi Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Và anh cần mua một đôi loa Buxell rất là chất. Và quan trọng nhất là nó phải đáp tuyến rộng. Thì bác đã chuyển khoản luôn cho em đôi loa, em chỉ lấy bác giá 2.8 triệu, bác chuyển luôn cho em 3 triệu. Rất là cảm ơn anh Việt. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác trong thời gian vừa qua ủng hộ em. Cũng như là anh Việt thân mến, thì đôi loa này của bác, của anh em đã test. Nếu anh chưa có âm ly để chơi thì anh có thể tham khảo luôn con Diatone này của em, DA-U550. Con Diatone đánh sò nhôm này đánh rất là căng các bác, đánh vào đôi loa Buxell này. Các bác có thể nghe nó chất âm, nó đáp tuyến rất là rộng. Tép này đến 90.000 Hz cộng các bác. Cực kỳ chất các bác nha. Rồi bây giờ em sẽ mở một đoạn các bác nghe thử, mở lớn một đoạn. Bé như vậy thôi nhưng mà đánh giòn giã các bác ạ. Đôi loa bát đâu đó chỉ 18. Không, đôi loa này bát 20 các bác. Bát 20 các bác ạ. Và một điều lưu ý nữa, đôi loa Aguay này mã là E7. Biểu đồ đáp tuyến rất là rộng và tĩnh các bác nhá. Biểu đồ đáp tuyến phẳng cho thấy là nền của đôi loa rất tốt. Và công suất đôi loa này là trở kháng 8 ohm. Made in Japan chắc chắn rồi, 70-40W. Đôi loa này các bác lưu giúp em đánh âm những chữ âm ly, nó phải khỏe một chút nó mới ra tiếng các bác nhá. Bởi vì nó có rất nhiều driver. Có con tép điện này, vi tinh chỉnh này. Đôi loa rất bé nhưng có hai vi tinh chỉnh, chỉnh min, chỉnh chét. Rất là độc và lạ các bác nhá. Bé mà chất lượng cao các bác. Thế căng đẹp nguyên bản. Rất đẹp luôn. Em chỉ lấy bác 2.8 triệu, bác chuyển em luôn 3 triệu. Rất là cảm ơn anh Vũ Việt Quân, xin cảm ơn anh. Rồi em xin dừng video clip tại đây. Một chốc nữa em sẽ lên mấy đôi loa Buxell cho các bác tham khảo tiếp. Và tối nay thì em sẽ lên vài đôi loa lớn lớn bát 30. Rồi xin chào các bác.